Nguyễn Nhạc trong vận mệnh triều Tây Sơn. Quý vị và các bạn thân mến, nhà Tây Sơn chỉ kéo dài được 30 năm nhưng lại là một triều đại rạng danh, tỏa sáng nhất trong lịch sử dân tộc Việt. Trong ba anh em nhà Tây Sơn thì Nguyễn Nhạc chính là người khởi xướng phong trào khởi nghĩa và đặt nền móng cho vương triều. Quý vị và các bạn hãy cùng chân dung lịch sử tìm hiểu về vị anh hùng dân tộc này trong video ngay sau đây nhé. Tiểu sử Hoàng đế Nguyễn Nhạc. Hoàng đế Nguyễn Nhạc sinh năm 1743, hay còn gọi là Nguyễn Văn Nhạc, sau đổi tên là Nguyễn Đình Nhạc, là vị hoàng đế sáng lập ra nhà Tây Sơn. Ba anh em Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ được gọi là Tây Sơn Tam Kiệt. Các nguồn tài liệu về thân thế Nguyễn Nhạc và anh em Tây Sơn chưa hoàn toàn thống nhất. Các sách Đại Việt Sử Ký Tục Biên, Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục đều ghi các thủ lĩnh Tây Sơn là họ Nguyễn, nhưng không nói tổ tiên là họ gì. Nguyễn Nhạc, người khởi xướng phong trào khởi nghĩa. Để chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa, Nguyễn Nhạc đã âm thầm tiến hành xây dựng lực lượng và xây dựng biểu tượng cho cuộc khởi nghĩa. Để có tài chính xây dựng căn cứ, ông tình nguyện làm biện lại thu thuế ở Tuần Vân Đồn. Như vậy, trước khi vào núi khởi nghĩa, Nguyễn Nhạc đã xây dựng được căn cứ địa vững chắc, chỉ đợi thời cơ chín muồi là hành động. Nguyễn Nhạc chủ động liên kết các thành phần nhân dân và dân tộc chuẩn bị cho khởi nghĩa. Để có thêm kiến thức, ông đi học tại trường của Giáo Hiến, một môn khách của ngoại hữu Trương Văn Hạnh. Giáo Hiến là người chọn và khuyến khích Nguyễn Nhạc phất cờ khởi nghĩa. Giáo Hiến nói riêng với Nhạc rằng: "Lời sấm nói, khởi nghĩa ở Tây, thu chiến công ở Bắc. Anh là người Tây Sơn, hãy gắng lên." Đầu năm Tân Mão 1771, Nguyễn Nhạc chính thức phát động khởi nghĩa. Sử cũ cho biết, những đồn trại đầu tiên của nghĩa quân Tây Sơn được thiết lập ở vùng Thượng Đạo. Bấy giờ, thầy Giáo Hiến cho phổ biến khắp đó đây lời sấm nói rằng Tây khởi, Bắc thu công, khiến cho nghĩa binh Tây Sơn rất hồ hởi. Họ liên tiếp tổ chức tấn công và liên tiếp giành thắng lợi. Quyết định đúng đắn, đưa Tây Sơn ra khỏi thế lưỡng đầu thọ địch. Những khó khăn và lúng túng của chúa Nguyễn ở đằng trong lúc bấy giờ được chúa Trịnh Sâm theo dõi rất chặt chẽ. Quan giữ chức trấn thủ ở Nghệ An là Bùi Thế Đạt luôn luôn tìm cách thu thập và báo cáo đầy đủ mọi tin tức của sứ đằng trong về triều đình. Tháng 5 năm 1774, Trịnh Sâm quyết định đưa 3 vạn quân giao cho Viện Quận Công Hoàng Ngũ Phúc cầm đầu, vượt sâm danh tiến thẳng vào Nam. Sau khi lấy được Trấn Ninh, Hoàng Ngũ Phúc gấp rút cho quân tiếp tục đánh vào Nam. Ngọn cờ chính trị, giả hiệu là tiêu diệt quyền thần Trương Phúc Loan mà Hoàng Ngũ Phúc dương lên đã tạo ra được những ảnh hưởng không nhỏ. Từ tháng 2 năm 1775, Hoàng Ngũ Phúc bắt đầu cho quân vượt đèo Hải Vân để tiếp tục cuộc Nam chinh. Bấy giờ, lực lượng Tây Sơn bị lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch. Các tướng của Tây Sơn như Lý Tài và Tập Đình hăng hái đem quân ra đánh và đã giết được Quế Vũ Bá. Quế Vũ Bá là tước hiệu, hiện vẫn chưa rõ tên, trong trận Cẩm Xa, nhưng vẫn không sao cản được bước tiến của Hoàng Ngũ Phúc. Mùa hạ năm 1775, từ phía Nam, tướng của chúa Nguyễn là Tống Phúc Hợp đem quân đánh mạnh lên vùng phía Bắc của tỉnh Phú Yên ngày nay. Trong lúc đó, quân của Hoàng Ngũ Phúc cũng đã tiến đến khu vực Châu Ổ. Tình hình biến đổi ngày một bất lợi cho Tây Sơn. Trước tình thế đặc biệt khó khăn ấy, Nguyễn Nhạc đã quyết định phải nhanh chóng tìm cách tạm thời hòa hoãn với quân Trịnh, đưa Tây Sơn ra khỏi cuộc đối đầu cùng lúc với hai lực lượng hùng mạnh khác nhau. Tướng Phạm Văn Tham được cử thay mặt cho Nguyễn Nhạc, thay mặt bộ chỉ huy Tây Sơn đến gặp Hoàng Ngũ Phúc. Với lời lẽ rất nhã nhặn và nhún nhường là xin hàng và xin làm tướng đi tiên phong cho quân Trịnh, với khá nhiều vàng lụa làm lễ vật ra mắt, Phạm Văn Tham đã được Hoàng Ngũ Phúc tiếp đón nồng hậu. Bấy giờ, quân sĩ của Hoàng Ngũ Phúc vừa mệt mỏi vì phải đi xa lâu ngày, lại vừa bị bệnh dịch hoành hành. Mặt khác, Hoàng Ngũ Phúc cũng muốn lợi dụng Tây Sơn, nên đồng ý ngay với những lời đề nghị của Tây Sơn Nguyễn Nhạc do Phạm Văn Tham chuyển đến. Hoàng Ngũ Phúc lập tức phong Nguyễn Nhạc làm Tây Sơn hiệu trưởng, tiên phong tướng quân. Khi Phạm Văn Tham ra về, Hoàng Ngũ Phúc nói với các tướng rằng: "Tây Sơn bây giờ đang như ngọn lửa bốc mạnh, tôi già mất rồi, còn các tướng, tôi e không phải là tay đối địch với họ được." Tuy nói vậy, nhưng Hoàng Ngũ Phúc vẫn sai gia khách giữ công việc thư ký của ông là Nguyễn Hữu Chỉnh đem sắc, ấn cờ và kiếm đến ban cho Nguyễn Nhạc. Cuộc tấn công của quân Trịnh và lực lượng của Tây Sơn cũng đình chỉ kể từ đó. Tây Sơn nhờ vậy mà được thảnh thơi ở mặt Bắc để tập trung đối phó ở mặt Nam. Nguyễn Nhạc lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn liên tiếp giành thắng lợi, giành lại đất Quảng Nam. Ngay khi quân Trịnh vừa rời khỏi Quảng Nam, Nguyễn Nhạc liền lập tức cho lực lượng của mình đến tiếp quản ngay. Phương châm chung của Nguyễn Nhạc là lặng lẽ, mềm dẻo nhưng kiên quyết. Hệ thống chính quyền do quân Trịnh mới dựng lên đều được thay thế bởi chính quyền của Tây Sơn. Việc thay thế diễn ra khá êm thấm, tránh được những xung đột không cần thiết với quân đội họ Trịnh ở phía Bắc đèo Hải Vân.
Sử cũ viết tiếp: sau khi chiếm cứ được Quảng Nam, Nguyễn Nhạc bèn sai thuộc hạ là Đỗ Phú Tuấn ra xin với Trịnh Sâm để được làm trấn thủ ở vùng đất này. Trịnh Sâm ngại việc dùng binh, bèn nhân đó chuẩn y cho. Nguyễn Nhạc sắm sửa vũ khí, tích trữ lương thực, đắp lũy nơi hiểm yếu, đóng giữ nơi quan ải, dần dần trở lại thế hùng cường. Phó đốc thị là Nguyễn Lệnh Tân xin hãy sớm trừ diệt đi, nhưng tướng Phạm Ngô Cầu cản lại. Nguyễn Lệnh Tân liền làm tờ khải mật tâu với Trịnh Sâm rằng Phạm Ngô Cầu là kẻ nhút nhát, không có cơ mưu. Nếu giao phó việc lớn cho Phạm Ngô Cầu, tất nhiên là Thuận Hóa cũng sẽ mất. Vậy xin bãi chức của Phạm Ngô Cầu đi mà cử viên tướng khác đến, như thế mày già mới giữ được. Nhưng Trịnh Sâm lại cho rằng Phạm Ngô Cầu là người trầm tĩnh và cẩn trọng mà không cho lời của Nguyễn Lệnh Tân là đúng, bèn triệu Nguyễn Lệnh Tân về bổ đi làm tham chính ở Sơn Tây. Từ đấy Nguyễn Nhạc được thể cứ mặc sức vùng vẫy, đánh phá cả các địa phương Phú Yên và Bình Thuận, không ai còn có thể kiềm chế được nữa. Lấy lại được Quảng Nam, đẩy quân Trịnh về phía bắc đèo Hải Vân là một thắng lợi lớn. Thắng lợi lớn này thu được trước hết và chủ yếu là nhờ vào cơ mưu của Nguyễn Nhạc. Ở đấy không có những trận kịch chiến lớn, nhưng tài năng quân sự của Nguyễn Nhạc vẫn thể hiện một cách đầy đủ và sâu sắc. Từ thắng lợi này, một tư thế mới của Tây Sơn được xây dựng và khẳng định ngày càng vững vàng hơn. Lợi dụng xung đột trong chính quyền họ Trịnh. Trong khi Tây Sơn ngày một mạnh thì ở đằng ngoài, cơ đồ thống trị của họ Trịnh ngày một lung lay. Bấy giờ kiêu binh thực sự trở thành một tai họa lớn. Chúng mặc sức phá phách, hoành hành không phải chỉ đối với nhân dân, quan lại, đại thần mà còn cả với cung vua và phủ chúa. Cả đằng ngoài, nhất là các địa phương ở xung quanh kinh đô Thăng Long bị náo loạn. Chúa Trịnh nhiều phen muốn tìm cách ngăn chặn nhưng đều thất bại. Nạn kiêu binh đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến lực lượng của quân đội họ Trịnh tại Thuận Hóa. Nguồn cung cấp của hậu phương bị suy giảm và chính điều đó đã khiến cho các tướng của họ Trịnh ở đây không dám tổ chức những cuộc hành quân nào nữa. Thực tế này đã được Nguyễn Nhạc triệt để lợi dụng. Bấy giờ, Tây Sơn chỉ để cho một bộ phận nhỏ phía Bắc, còn lại tập trung về phía Nam chuẩn bị cho những trận đánh quyết định với tập đoàn họ Nguyễn. Tấn công vào sáu huyệt cuối cùng của họ Nguyễn ở Gia Định. Khi mới khởi nghĩa, Nguyễn Nhạc xưng là đệ nhất trại chủ. Đó là danh xưng khiêm nhượng, phù hợp với thực lực của Tây Sơn trong giai đoạn chiến đấu đầu tiên. Khi thực hiện chủ trương tạm thời hòa hoãn với quân Trịnh để cứu Tây Sơn khỏi thế lưỡng đầu thọ địch, Nguyễn Nhạc đã vui vẻ nhận danh xưng Tây Sơn hiệu trưởng, tiên phong tướng quân do Hoàng Ngũ Phúc thay mặt chúa Trịnh trao cho. Một lần nữa, đó cũng là sự nhún nhường cần thiết, phù hợp với tương quan thế và lực giữa Tây Sơn và quân đội họ Trịnh và giữa Tây Sơn với quân đội họ Nguyễn lúc bấy giờ. Sau khi lấy lại được đất Quảng Nam, sự nhún nhường của Tây Sơn là không cần thiết nữa. Vấn đề hàng đầu của Tây Sơn lúc này là phải làm sao nhanh chóng phát triển thực lực, từng bước hạ gục kẻ thù này đến kẻ thù khác. Một danh xưng lớn hơn và phù hợp hơn là hết sức quan trọng đối với Tây Sơn lúc này. Xuất phát từ thực tế đó, năm 1776, anh em Tây Sơn đã quyết định về danh xưng mới như sau. Nguyễn Nhạc xưng là Tây Sơn Vương, Nguyễn Huệ là Phụ Chính Đại Thần, Nguyễn Lữ là Thiếu Phó. Sau khi lên ngôi vương, Nguyễn Nhạc đóng bản doanh tại thành Đồ Bàn. Đây vốn dĩ là thành cũ của Chiêm Thành. Năm 1778, Nguyễn Nhạc chính thức lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Thái Đức. Thành Đồ Bàn được sửa sang lại và đổi tên là thành Hoàng Đế. Cùng với Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc đã đưa một đạo bộ binh và một đạo thủy binh với khoảng vài trăm chiến thuyền từ Quy Nhơn vượt biển đánh thẳng vào cửa biển Cần Giờ. Lần này Nguyễn Nhạc đã biết trước, cho nên đã chuẩn bị đối phó rất công phu. Ở khu vực ngã bảy, Nguyễn Ánh đã bố trí sẵn hơn 400 chiến thuyền. Đó là chưa kể một số tàu chiến của Pháp và của Bồ Đào Nha cũng có mặt để sẵn sàng trợ chiến. Do biết trước của tấn công của Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã cấp báo cho cánh quân của họ Nguyễn ở khu vực Bình Thuận ngày nay. Do các tướng là Tôn Thất Dụ, Trần Xuân Trạch, Trần Văn Tự, Trần Công Thương cầm đầu để các tướng này mau đem quân vào Nam ứng cứu. Tuy Nguyễn Ánh rất tự tin ở khả năng phòng giữ của mình và niềm tin đó xem ra cũng rất có cơ sở. Tuy nhiên, Nguyễn Ánh hoàn toàn không dự đoán được tài dùng binh của anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Hệ trong trận này biến hóa và hiểm hóc đến mức nào. Trong cuộc giáp chiến đầu tiên ở ngã bảy, thủy quân của Nguyễn Ánh đã đại bại. Nguyễn Ánh phải tháo chạy thục mạng. Lực lượng chiến thuyền đông đảo, kể cả các tàu chiến của Pháp và của Bồ Đào Nha đều tùy nghi tìm chỗ náu mình. Một tàu chiến của Pháp do viên sĩ quan Manuel chỉ huy bị thiêu cháy, Manuel bị giết chết. Cuộc giáp chiến thứ hai xảy ra tại khu vực Bến Nghé, Thị Nghè và thành Gia Định. Bấy giờ, từ ngã bảy, Nguyễn Ánh chạy về khu vực Bến Nghé, Thị Nghè và thành Gia Định, muốn dựa vào thế chân vạc vững chắc của hệ thống thành lũy nơi đây để chống cự. Nhưng chỉ với một trận tập kích chớp nhoáng, quân Tây Sơn do Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ chỉ huy đã đánh bật Nguyễn Ánh ra khỏi khu vực này. Không còn con đường nào khác, Nguyễn Ánh phải chạy về vùng Tiền Giang ngày nay, để rồi sau đó lao nhanh vào con đường vừa hại dân vừa phản quốc, cam tâm đi cầu cứu quân Xiêm La. Trong lúc Nguyễn Ánh đang liên tiếp bị đại bại, thì cánh quân của họ Nguyễn từ Bình Thuận cũng vừa tiến vào.
một cuộc đụng độ lớn đã diễn ra tại khu vực cầu Tham Lương. Thấy không thể nào chống đỡ nổi, Tôn Thất Dụ và các tướng chỉ huy đạo quân này của họ Nguyễn buộc phải rút lui. Năm 1782, cùng với em là Nguyễn Huệ và các tướng lĩnh dưới quyền khác, chỉ với một cuộc hành quân, ba lần lâm trận, Nguyễn Nhạc đã đánh gục quyết tâm của Nguyễn Ánh và của những kẻ ủng hộ Nguyễn Ánh. Trong giai đoạn này, đây là lần thể hiện tài năng quân sự của Nguyễn Nhạc rõ nét nhất. Sinh ra và lớn lên ở vùng rừng núi Tây Sơn, nhưng Nguyễn Nhạc đã tự cho thấy khả năng điều khiển thủy chiến rất sắc sảo của ông. Đó là nét độc đáo trong tài năng quân sự của Nguyễn Nhạc, cũng là nét độc đáo chung trong tài năng quân sự của ba anh em Tây Sơn. Năm 1793, Nguyễn Nhạc qua đời, còn ông là Nguyễn Bảo lên nối nghiệp. Nguyễn Bảo là người thiếu tỉnh táo, chẳng những không có khả năng làm cho nội bộ Tây Sơn ngày một xích lại gần nhau, mà còn đẩy tướng lĩnh Tây Sơn lún sâu vào hố xung đột. Vương triều Tây Sơn bước sang giai đoạn lịch sử mới. Các bạn vừa theo dõi Nguyễn Nhạc trong vận mệnh triều Tây Sơn. Hãy để lại cảm nhận của bạn về vị hoàng đế này xuống phần bình luận của video nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!